Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Bộ Tư pháp đang thẩm tra hồ sơ xây dựng dự án Luật Việc làm sửa đổi. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ trì soạn thảo, đề xuất mở rộng diện tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Bên cạnh các nhóm như luật hiện hành, cơ quan này đề xuất bổ sung người lao động có giao kết hợp đồng xác định thời hạn từ 1 tháng, người có hợp đồng từ 1 tháng trở lên nhưng làm việc không chọn thời gian, có tổng mức tiền lương tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất theo Luật Bảo hiểm xã hội, hiện là 3,45 đến 4,96 triệu đồng tùy vùng. Ngoài ra, quản lý, doanh nghiệp, kiểm soát viên, người quản lý điều hành hợp tác xã, hưởng lương và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng nằm trong diện đề xuất đóng bảo hiểm xã hội thất nghiệp. Chính phủ sẽ bổ sung nhóm có thu nhập ổn định thường xuyên phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội từng thời kỳ. Theo luật hiện hành, người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, chính trị, hội doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh. Giải thích về đề xuất mở rộng diện đóng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng đây là biện pháp chủ động phòng ngừa, hạn chế thất nghiệp, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Mở rộng diện bao phủ, bảo hiểm thất nghiệp sẽ giúp tăng cường lưới an sinh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thông qua quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho lao động, tăng năng suất lao động, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu công nghệ. Việc mở rộng diện đóng sẽ giúp người có giao kết hợp đồng từ 1 đến 3 tháng, quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, quản lý, điều hành hợp tác xã, được hưởng chế độ khi bị mất việc làm. Họ cũng sẽ được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ. Luật Việc làm hiện hành được thông qua vào tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015. Sau gần 10 năm, cơ quan soạn thảo cho rằng hệ thống bảo hiểm thất nghiệp chưa bao giờ phủ hết quan hệ lao động. Người lao động có hợp đồng từ 1 đến 3 tháng không tham gia, trong khi đây là diện nguy cơ mất việc làm cao. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chưa thực sự gắn với thị trường lao động, còn nặng về giải quyết trợ cấp, chưa chú trọng giải pháp phòng ngừa thất nghiệp. Giai đoạn 2015-2023, bình quân mỗi năm có 826.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp, cao nhất là năm 2020 có trên 1 triệu người. Bình quân mỗi năm chi trợ cấp thất nghiệp khoảng 10.000 tỷ đồng. Khi sửa đổi Luật Việc làm, cơ quan soạn thảo dự kiến số lao động nhận trợ cấp thất nghiệp giảm khoảng 150.000. Dự thảo luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tháng 10 năm 2024. Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa phối hợp với các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, bắt 4 đối tượng, thu giữ 34 kg ma túy đá. Trước đó, tại bến xe khách huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, cảnh sát bắt của tang 3 đối tượng gồm Sung Văn Hơ sinh năm 1997, Hơ Văn Gia sinh năm 2005 đều trú tại xã Pù Nhi, huyện Mường Lát và Thao Chí Ly sinh năm 1996. Trú ở xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 32 gói ni lông đựng ma túy đá trọng lượng khoảng 32 kg. Các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ. Mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tính, sinh năm 1986, trú ở xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, khi đối tượng này đang ở tại chung cư Times City, Hà Nội. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ thêm 2 kg ma túy. Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đây là đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch ở các khu vực đồi núi có địa hình hiểm trở, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh phá án. Trong đó, Nguyễn Tính là đối tượng đã móc nối giao dịch với đối tượng bên kia biên giới, sau đó chỉ đạo Sung Văn Hơ, Hơ Văn Gia, Thao Chứ Ly vận chuyển ma túy ra Hà Nội để đem đi các tỉnh phía Bắc tiêu thụ. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua internet có dấu hiệu gia tăng với những chiêu trò ngày càng tinh vi hơn. Cụ thể, các đối tượng lừa đảo có hành vi nhắn tin, gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội, sử dụng chiêu bài giới thiệu việc làm tại nhà, tuyển giúp việc theo giờ, tuyển người giao hàng, nhưng để được tuyển dụng, người có nhu cầu phải nộp trước một khoản phí, sau đó các đối tượng sẽ bốc hơi. Chưa dừng lại ở đó, gần đây các đối tượng còn sử dụng dịch vụ VoIP, truyền tải âm thanh qua Internet, mạo danh các bộ trong cơ quan thực thi pháp luật như công an, tư pháp, tòa án, gọi điện báo người dân đang gặp vấn đề về pháp lý, ví dụ như nợ tiền hay liên quan đến vụ án điều tra. Sau khi đã khiến nạn nhân bối rối hoảng sợ, đối tượng yêu cầu nạn nhân phải khai báo thông tin tài khoản mật khẩu trên trang giả mạo. Nhiều người tin tưởng đã làm theo và thu thập thông tin dữ liệu, sau đó các đối tượng lừa đảo sẽ sử dụng thông tin vừa chiếm đoạt được của nạn nhân để đăng nhập vào dịch vụ Internet banking của các ngân hàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Một số hình thức lừa đảo khác được công an tỉnh cảnh báo tới người dân có thể kể đến như tạo lập website, sàn giao dịch, ứng dụng kiếm tiền trên mạng, giả mạo trang quảng cáo, giao bán mặt hàng trực tuyến, kinh doanh đa cấp hoặc sàn giao dịch ảo, chứng khoán, vàng, ngoại tệ, bất động sản, tự lập, tấn công mạng, chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội của nạn nhân rồi nhắn tin vay tiền. Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, căn cước cho bất kỳ tổ chức cá nhân nào, không truy cập vào đường link gắn kèm nội dung tin nhắn lạ, không thực hiện thao tác trên điện thoại theo cú pháp được hướng dẫn bởi người lạ, không chuyển tiền cho người lạ chỉ quen biết trên mạng. Ngoài ra, người dân cũng cần cảnh giác thông tin tuyển dụng kiếm tiền qua mạng, đầu tư tiền ảo, ngoại hối, phát sinh hàng hóa. Khi nhận được tiền chuyển nhầm, người dân cần đến ngay ngân hàng để được hướng dẫn giải quyết, không được sử dụng tiền không phải của mình, tuyệt đối không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần khẩn trương báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết.